tiến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo khó có thể tái hợp với đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ thì đang kỳ vọng ông Lee Jong-jin và ông Park Hang-seo sẽ trở lại giúp bóng đá Việt Nam khởi sắc. Tuy nhiên điều này là khó khả thi. Sau khi chia tay ông Chu Xie, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tích cực tìm kiếm huấn luyện viên mới cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Gần đây nhất, VFF chia sẻ quan điểm ưu tiên các huấn luyện viên đến từ châu Á và đặc biệt là Hàn Quốc cũng như Nhật Bản. Đơn vị này không chỉ tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá khu vực, mà là còn lưu ý đến độ tuổi và tình trạng công việc của họ ở thời điểm hiện tại. Người hâm mộ thì đang kỳ vọng ông Lee Jong-jin và ông Park Hang-seo sẽ quay trở lại giúp bóng đá Việt Nam khởi sắc. Tuy nhiên, theo như chia sẻ từ nhà báo Minh Hải, nhiều khả năng cả huấn luyện viên Lee Jong-jin và huấn luyện viên Park Hang-seo đều sẽ không là những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng ở tuyển Việt Nam. Lý do bởi vì VFF mong muốn các đội tuyển Việt Nam tiếp tục theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng để có thể tiếp cận trình độ thế giới thay vì là phòng ngự phản công. Ông Park Hang-seo và Lee Jong-jin là những người quá am tường bóng đá Việt Nam và có thể bắt tay vào công việc giúp tuyển Việt Nam trở lại với guồng quay bình thường, kéo khán giả đến sân. Thế nhưng cả hai đều thành danh ở lối chơi phòng ngự phản công và có thể sẽ đưa tuyển Việt Nam trở lại với lối chơi này. Đây là điều mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam không mong muốn khi mà họ muốn bóng đá Việt Nam tiếp cận xu thế thời đại, đó là bóng đá kiểm soát. Nhà báo Minh Hải chia sẻ trên kênh vlog Minh Hải. Trợ lý Lee Jong-jin có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo làm cố vấn. Trợ lý Lee Jong-jin đã quay trở lại Việt Nam và ông có thể tái xuất cùng huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Theo như thông tin của South Star, trợ lý Lee Jong-jin đã quay trở lại Việt Nam để cùng với gia đình mình đi du lịch. Ông Lee Jong-jin cũng kết thúc chuyến nghỉ dưỡng và trở lại Hàn Quốc vào ngày hôm qua, 10 tháng 4. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, Lee Jong-jin là thành viên ủy ban tăng cường của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Cựu trợ lý huấn luyện viên tuyển Việt Nam có nhiều thời gian nhàn rỗi và sẵn sàng dẫn dắt bất cứ đội bóng nào nếu như có lời mời hợp lý cùng mục tiêu phù hợp. Đây được xem như là cơ hội cho VFF và huấn luyện viên Lee Jong-jin tái duyên trong vai trò mới. Theo tìm hiểu của South Star, trợ lý Lee Jong-jin khá thích thú với vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Trường hợp mà VFF có lời mời thì ông Lee sẽ nhận lời. Lee Jong-jin thì có lợi thế lớn là gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2017 đến 2022. Cựu trợ lý của ông Park Hang-seo không cần thời gian để thích nghi, am hiểu văn hóa Việt Nam sâu sắc, cũng như là hòa nhập dễ dàng với các cầu thủ. Đặc biệt, trợ lý Lee được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn. Vào tháng 6 này, tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu gặp Philippines và Iraq ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Tình thế của tuyển Việt Nam gần như là cạn hy vọng để tranh vé vào đến vòng 3, do là kém Indo đến 4 điểm. Việt Nam muốn đi tiếp sẽ cần phải thắng 2 trận, kèm theo điều kiện Indo sẽ chỉ có thêm được 1 điểm. VFF rõ ràng là có thể tính đến giải pháp với ông Lee Jong-jin dẫn dắt tuyển Việt Nam hoặc là tạm quyền trong 2 trận đấu kể trên. Nếu như ông Lee làm tốt thì VFF sẽ tính đến chuyện ký hợp đồng chính thức. Vấn đề này rất quan trọng để giúp cho VFF tránh tái lập sai lầm trong việc chọn huấn luyện viên cho tuyển Việt Nam. Ngoài ra thì ông Park Hang-seo có thể được mời trở lại trong một vai trò khác để hỗ trợ cho ông Lee Jong-jin. Có thể ông Park sẽ làm cố vấn chuyên môn cho tuyển Việt Nam trong thời điểm cần tìm lại niềm tin từ người hâm mộ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần thể hiện sự dũng cảm và trách nhiệm trong việc chọn người thay ông Chu Xie. Yếu tố phù hợp cần phải được ưu tiên trong việc chọn người mới. Trợ lý Lee Jong-jin là người có thể đáp ứng được yêu cầu của VFF và có nhiều lợi thế nhất để viết tiếp thành công thời ông Park Hang-seo. Trong 5 năm gắn bó với tuyển Việt Nam cùng ông Park, trợ lý Lee Jong-jin đã góp công lớn giúp bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công, bao gồm vô địch AFF 2018, 2 huy chương vàng SEA Games, hạng tư ASEAN 18, Á quân U23 châu Á 2018, tứ kết ASEAN Cup 2019 và vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tân huấn luyện viên của tuyển Việt Nam có thể ra mắt trong tháng 5 này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện đang tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ các ứng viên cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Hơn 2 tuần sau khi chia tay ông Chu Xie, VFF đang muốn khẩn trương tìm huấn luyện viên trưởng mới cho tuyển Việt Nam để có thể kịp đá 2 trận đấu cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Theo nguồn tin của trí thức ZS News, VFF hiện đang tiếp nhận và sàng lọc danh sách hồ sơ ứng viên huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam từ tuần này. Điểm mới trong cách làm lần này của VFF là họ sẽ tiến hành phỏng vấn các ứng viên, lấy thông tin từ đó và dựa vào các tiêu chí của mình để có thể thu hẹp danh sách huấn luyện viên. Tiêu chí được đặt ra là huấn luyện viên sẽ cần phải có chuyên môn, theo kịp được xu thế chung của bóng đá thế giới và phù hợp với bóng đá Việt Nam.
Tuổi tác thì không phải là vấn đề, thế nhưng quan trọng là huấn luyện viên mới này không được đối đầu với truyền thông, người hâm mộ hoặc là có quá khứ tương tự. Các huấn luyện viên từ châu Á được VFF ưu tiên cân nhắc trong nhóm ứng viên được thu hẹp, nhất là những ứng viên đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản có thành tích tốt trong khoảng 5 năm gần đây. Dù vậy thì ông Park Hang-seo và Lee Jong-jin không còn là lựa chọn hàng đầu của VFF nữa. Trong 1 đến 2 tuần tới, giai đoạn được rút, VFF sẽ chọn trong ứng viên cuối cùng. Sau đó đôi bên mới tiến hành đàm phán để ký kết hợp đồng. Dự kiến là công bố nhanh nhất vào cuối tháng 4 và chậm nhất là cuối tháng 5. VFF sẽ không hướng đến huấn luyện viên tạm quyền mà là ký hợp đồng dài hạn tính bằng năm. VFF muốn khẩn trương công bố huấn luyện viên mới trước tháng 6 để tân thuyền trưởng có thời gian bắt nhịp và chuẩn bị cho tuyển Việt Nam đá hai trận cuối vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Philippines ngày 6 tháng 6 và Iraq ngày 11 tháng 6 tới đây. U23 Việt Nam lấy lại niềm tin. Đội tuyển U23 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2024 trên đất Qatar. Trong những ngày tập luyện vừa qua tại Hà Nội và Qatar, dưới sự chỉ dẫn của ông Hoàng Anh Tuấn thì U23 Việt Nam đã có những thay đổi so với khi Chu Xie còn nắm quyền. Các bài tập kỹ chiến thuật được rèn nhiều hơn, trong đó nổi bật có tập phòng ngự khu vực, chống tình huống cố định, phản công thay cho những bài tập chuyền bóng đơn thuần trước đây. Tuyển U23 Việt Nam thì không có nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng về cơ bản tôi đã nắm rõ được năng lực của từng cầu thủ nhờ đi cùng họ ở các đội tuyển U18, U20 và U23, ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. Chắc chắn là U23 Việt Nam sẽ có lối chơi khác so với thời của Chu Xie. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cùng với Việt Nam có thể sẽ phải quay về với lối đá phòng ngự và phản công. Chơi phòng ngự phản công thì vẫn luôn là thế mạnh của các đội bóng mà huấn luyện viên này dẫn dắt. Hiện chiến lược gia người Khánh Hòa đang có trong tay nhiều tiền vệ trung tâm chất lượng như là Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt hay Nguyễn Văn Trương. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam hiện có sự phục vụ của các chiến binh như là Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Đức Việt, Võ Hoàng Minh Khoa hay là Nguyễn Thái Sơn. Theo đánh giá, đội hình huấn luyện viên này đang có đã được nâng cấp và thiện chiến hơn hẳn so với một năm về trước. Trong danh sách tập trung có rất nhiều người đang chơi tại V-League, khá là đồng đều về trình độ, thể hình và có nhiều năm tập luyện, thi đấu trong màu áo của U19, U21 và U23 quốc gia. Nhiều khả năng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn giữ bộ khung đã từng cùng ông lên ngôi vô địch tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Ngoài sự am hiểu về học trò trẻ thì ông Hoàng Anh Tuấn còn nắm trong tay nhiều cầu thủ từng được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam như là U23 quốc gia dưới thời các huấn luyện viên tiền nhiệm Park Hang-seo, Geun Won Kim hay Philippe Chu Xie. Điều huấn luyện viên người Khánh Hòa sẽ phải làm bây giờ đó là chọn ra những cái tên xuất sắc nhất và giúp họ chơi ăn ý với nhau tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Chia sẻ với giới truyền thông trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024, ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tấn công chủ động, chơi kiểm soát bóng và triển khai các phương án tấn công đa dạng để có thể chinh phục mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng. Sau trận đấu giao hữu với U23 Jordan, ông Hoàng Anh Tuấn sẽ rút gọn danh sách chính thức với 23 người tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại Qatar. Giải đấu có 3,5 suất tham dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ tư tại giải sẽ tranh vé ở vòng playoff với Guinea, đại diện đến từ châu Phi. Theo như lịch thi đấu, Việt Nam nằm ở bảng D và sẽ gặp U23 Kuwait, Malaysia, Uzbekistan. Ở giải U23 châu Á gần đây nhất, Việt Nam đã có mặt ở tứ kết. Năm 2018, tuyển Việt Nam đã lập kỳ tích khi giành quyền có mặt ở trận chung kết. Sau những kết quả thi đấu không tốt vừa qua của bóng đá Việt Nam tại các đấu trường quốc tế thì U23 Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của đông đảo người hâm mộ. Người hâm mộ hy vọng thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn sẽ tạo ra sự khởi đầu mới khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam khi lần đầu dẫn dắt đội tuyển U20, U23 và Olympic Việt Nam. Ở giải U20 châu Á 2023, Việt Nam chơi tưng bừng, thắng U20 Australia 1-0, Qatar 2-1 trước khi thua Iran 1-3. Có cùng 6 điểm với Iran và Australia, nhưng Việt Nam phải dừng bước vì thua chỉ số phụ. Tại giải Đông Nam Á 2023, Việt Nam đăng quang sau khi đánh bại Indonesia trong trận đấu chung kết. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 ở cấp độ hoàn toàn khác so với giải vô địch U23 Đông Nam Á mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng đăng quang mùa hè năm ngoái. Uzbekistan, Kuwait và Malaysia chắc chắn sẽ mang đến những thử thách không hề dễ dàng. Cách đây 6 năm chính tại đấu trường U23 châu Á, một thế hệ U23 Việt Nam đã thổi bùng ngọn lửa đam mê, đưa từng người hâm mộ vào cơn say bóng đá sau thời gian dài mất đi niềm tin. Một thời kỳ rực rỡ được mở ra với lứa cầu thủ hiện tại. Sẽ là quá sức nếu như đòi hỏi họ lặp lại chiến tích ở Thường Châu. Tuy nhiên, tất cả hy vọng thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn có thể thắp lên ngọn lửa của niềm tin và hy vọng cho bóng đá Việt Nam
người hâm mộ cũng đặt niềm tin chiến lược gia người Khánh Hòa sẽ tìm ra được lời giải, qua đó cởi bỏ được áp lực cho các học trò trẻ, giúp cho U23 Việt Nam lấy lại niềm tin và trở lại thật mạnh mẽ.